Thưa quý vị, tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức vào chiều ngày hôm qua, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về tiến trình điều tra và xử lý các vụ việc liên quan đến bán khống giấy nghỉ bệnh, trục lợi bảo hiểm xã hội ở các địa phương. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, do nhu cầu của người dân về giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe nói chung rất cao, như đi học lái xe, đi lao động, xin việc hay liên quan đến bảo hiểm, từ đó xảy ra các tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật. Mới đây nhất, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 18 đối tượng và sẽ tiến hành khởi tố trong thời gian ngắn tới. Kết quả bước đầu xác định có 2 đối tượng chủ mưu cầm đầu cùng đồng bọn cấu kết móc nối với các đối tượng tại các phòng khám bệnh trên địa bàn thành phố Biên Hòa để thực hiện các hành vi viết tên, giả chữ ký người khám bệnh để lập các hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, mặc dù người lao động không có bệnh và không đi khám bệnh. Hành vi này đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng, thất thu ngân sách nhà nước. Trung tướng Tô Ân Sô cũng cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng vi phạm để xử lý theo đúng pháp luật. Trong thời gian tới, lực lượng Công an sẽ đẩy mạnh kiểm tra việc cấp bằng lái xe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe.